Tiểu sử diễn viên Quang Tuấn. Quang Tuấn là một nam diễn viên truyền hình và điện ảnh nổi tiếng Việt Nam. Sở hữu vẻ ngoài điển trai lịch thiệp, anh được khán giả biết đến như một cái tên chuyên góp mặt vào những vai ác trên màn ảnh Việt. Với kỹ năng diễn xuất linh hoạt, sống hết mình trong từng nhân vật, mong muốn mang đến cảm xúc chân thật nhất cho khán giả. Quang Tuấn hiện là một nam diễn viên nổi tiếng có nhiều thành tích ấn tượng. Gần 20 năm miệt mài nỗ lực trong lao động nghệ thuật một cách say mê và nghiêm túc, nam diễn viên đã 2 lần đoạt giải nam diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng Cánh Diều Vàng và vô số giải thưởng khác ở cả lĩnh vực sân khấu, phim truyền hình lẫn phim điện ảnh. Anh được ví là tắc kè hoa của điện ảnh Việt và đang khẳng định tài năng tâm huyết của mình cho bộ môn nghệ thuật thứ 7 này. Quang Tuấn vừa có một năm 2023 thành công khi mà anh liên tục đóng vai chính trong những bộ phim điện ảnh nổi tiếng như Tết ở Làng Địa Ngục và Quỷ Cẩu. Đặc biệt, cuối tháng 1 năm 2024, Quỷ Cẩu được công nhận là tác phẩm kinh dị trong nước ăn khách nhất mọi thời đại, khi vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn một tháng ra mắt. Bộ phim nhận được nhiều lời khen từ khán giả, truyền thông và các nhà làm phim nổi tiếng. Quang Tuấn tên đầy đủ là Ngô Quang Tuấn, sinh ngày 14 tháng 3 năm 1985, quê gốc ở thôn Cao Xá, xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị. Anh được sinh ra và lớn lên tại Bà Rịa, Vũng Tàu. Theo anh chia sẻ, từ bé tôi thường được ông nội, ba mẹ kể về quê hương Quảng Trị, nên cảm nhận sâu sắc về hình ảnh một Quảng Trị thắm đượm nghĩa tình. Cứ rảnh rỗi hay có dịp lễ hoặc Tết, ba tôi đều trở về Quảng Trị và ông đã truyền cho tôi tình yêu quê hương nguồn cội. Chính vì lẽ đó, tôi luôn tâm niệm mình là một người con của mảnh đất anh hùng, phải luôn giữ gìn và phát huy truyền thống của thế hệ cha anh đi trước. Quang Tuấn đến với nghệ thuật cũng rất là tình cờ. Khi còn đang theo học tại trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại, khi đó một người bạn đã rủ anh đi thi vào trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Vì muốn thử sức mình nên anh đã quyết định đi thi và đã may mắn trúng tuyển. Từ đây anh bén duyên với nghề diễn luôn. Năm 2006, Quang Tuấn được đạo diễn Phương Điền phát hiện và anh bắt đầu có bộ phim đầu tay trong bộ phim truyền hình Cải ơi, đóng cùng nghệ sĩ Mạc Cang. Đến năm 2009, anh góp mặt vào phim truyền hình Hoàng Hôn Ấm Áp, Mùa Thu Đi Một Nửa, Giao Thừa, Tam Nam Vận Phú. Nổi bật là khi anh tham gia bộ phim mang tên Giao Thừa, phim khai thác đề tài cuộc chiến tranh Việt Nam giai đoạn năm 1955 đến năm 1975. Truyền phim kể về một cuộc hội ngộ kỳ lạ giữa những anh bộ đội giải phóng và lính Cộng Hòa vào ngày 30 Tết năm 1971, khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Trong khoảnh khắc đặc biệt ấy, họ đã cùng tắm bên một dòng suối, cùng họ nhau bắt lợn rừng, cùng ngồi quây quần trong giờ phút đón giao thừa năm mới. Tại thời điểm đó, những người lính dù ở hai chiến tuyến đã chợt nhận ra những cảm xúc thật của lòng mình, rằng giữa họ có nhiều điểm chung, trong đó là khát khao được sống trong hòa bình và sum vầy bên những người mình yêu thương. Đây là một bộ phim ngắn đoạt giải Cánh Diều Vàng của đạo diễn Hồ Thanh Tuấn. Những năm tiếp theo, anh tham gia một số phim như Định Mệnh, Xúc Sắc Mùa Thu, Trái Đắng năm 2010, Số Phận Bị Đánh Cắp năm 2012, Ngược Dòng Ký Ức, Ngọc Bích Tình Yêu năm 2014. Sự nghiệp sau vài năm, anh trở nên quen thuộc với khán giả trên màn ảnh. Anh để lại ấn tượng bởi nét diễn chân thực, chạm đến cảm xúc của người xem và thành công liên tiếp trong nhiều dự án phim truyền hình. Theo anh chia sẻ, mỗi thể loại phim có một đặc thù khác nhau, nhưng đều đòi hỏi sự tập trung cao độ của diễn viên. Xác định điều đó, tôi luôn tập trung hết tâm sức trước và trong khi nhận một dự án. Để nâng cao chất lượng diễn xuất, tôi chủ động gạn lọc, ứng dụng những kinh nghiệm và kỹ năng đã góp nhặt được trong từng thể loại, để mang đến cho khán giả những gì chân thật nhất, chứ không thuần túy chỉ là kỹ thuật biểu diễn. Minh chứng là khi anh tham gia vào phim truyền hình mang tên Thuyền Giấy, do Nhâm Minh Hiền làm đạo diễn. Thuyền Giấy xoay quanh cặp vợ chồng Thanh Bình Hương Thảo, do Quang Tuấn và Ngọc Lan đóng. Trong Thuyền Giấy, Quang Tuấn hóa thân rõ nét vào người chồng ích kỷ, chỉ vì lợi ích bản thân mà phụ bạc vợ con. Trong phim, có rất nhiều cảnh Thanh Bình đối xử tệ bạc với vợ, khi diễn anh còn cảm thấy bức xúc với nhân vật của mình. Thuyền Giấy là câu chuyện về hạnh phúc gia đình. Biên kịch đã khéo léo khai thác lồng ghép vào xu hướng thanh niên miền Tây Nam Bộ lên thành phố tìm kiếm cơ hội để có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngoài câu chuyện tình yêu, bộ phim còn phản ánh rất nhiều vấn đề trong xã hội như cuộc chiến thương trường với sự cạnh tranh khốc liệt, khắc họa rõ nét cuộc sống mưu sinh khó khăn ở thành phố, vật chất có thể làm mờ lý trí của con người khiến họ đánh rơi hạnh phúc. Thông qua những biến cố mà gia đình Hương Thảo Thanh Bình phải trải qua, 32 tập phim Thuyền Giấy muốn gửi đến khán giả thông điệp số phận con người như con thuyền giấy mong manh và chông chênh. Ngoài niềm tin và tình yêu, con thuyền ấy phải được neo đậu bởi nền tảng của đạo đức và lý trí mới không bị dòng đời cuốn trôi. Vì thế, mỗi người tự biết giữ gìn trân quý giây phút còn được ở bên cạnh những người thân yêu. Qua phim này, Quang Tuấn đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Cánh Diều Vàng năm 2013. Đến năm 2015, Quang Tuấn tiếp tục nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc tại giải Cánh Diều Vàng qua bộ phim Khúc Hát Mặt Trời của đạo diễn Vũ Trường Khoa. Trong phim, anh hóa thân vào một chàng trai lạnh lùng, bất cần đời, nhưng sâu thẳm trong tim là người nặng tình và trượng nghĩa. Những năm tiếp theo, anh góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như Những Sắc Màu Hôn Nhân, Danh Vọng Phù Hoa năm 2016, Mùi Đời, Mặt Nạ Tình Yêu năm 2017, Dặm Trường Công Lý năm 2019, Rồi 30 Năm Sau năm 2022, vân vân. Bên cạnh đóng các nhân vật chính diện, anh còn thử sức và khẳng định thực lực qua hàng loạt vai diễn phản diện với diễn biến tâm lý nhân vật phức tạp. Ấn tượng là phim điện ảnh Thất Sơn Tâm Linh. Đây là bộ phim kinh dị của đạo diễn Hàm Trần, là một trong những phim Việt Nam nổi bật ra mắt dịp Halloween năm 2019. Nội dung gây tò mò về bùa ngải và sát nhân hàng loạt giúp phim thu hút nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả. Dù phim gây ra nhiều tranh cãi về nội dung, nhưng không ai có thể phủ nhận diễn xuất chất lượng của Quang Tuấn khi anh hóa thân vào vai kẻ sát nhân dưới lớp vỏ bọc thầy lang. Nhiều khán giả nhận xét anh đã diễn tốt, thái độ thản nhiên và tự tin. Đến năm 2020, anh tham gia vào phim Bằng Chứng Vô Hình, là bộ phim thuộc thể loại kinh dị, giật gân, tâm lý tội phạm. Nhân vật chính của phim là Thu, do Phương Anh Đào đóng, một cô gái mù, hàng ngày dựa dẫm vào chú chó dẫn đường. Không may, trong một lần bắt taxi công nghệ để về nhà, cô lên nhầm xe của một gã đàn ông có hành tung quái lạ, do Quang Tuấn thủ vai. Và rồi Thu phát hiện ra hắn là một tên sát thủ, ái tử thi đầy rùng rợn. Trong phim, Quang Tuấn đảm nhận vai diễn tên tội phạm biến thái, vốn xuất thân là một bác sĩ. Hắn vô tình giết hại người mình yêu, từ đó nảy sinh tình yêu biến thái với những cái xác vô hồn. Và rồi hắn bắt cóc và ra tay với các thiếu nữ, chút thuốc mê họ, nhằm thế thân cho cái xác đã bị hủy hoại. Vai diễn phản diện sát nhân của Quang Tuấn trong các bộ phim anh thể hiện đã để lại ấn tượng vô cùng đặc biệt đối với khán giả, để lại biết bao nỗi kinh hoàng sau khi người xem rời rạp phim. Như vậy cũng đủ thấy được nam diễn viên đã rất thành công trong việc truyền tải cảm xúc đến với người xem. Đặc biệt, thành tựu lớn nhất của Quang Tuấn là lối sống bình dị. Anh miệt mài làm việc, cống hiến cho nghệ thuật diễn xuất. Nam diễn viên chưa từng vướng scandal đời tư hay phát ngôn ứng xử thiếu chuẩn mực trong nghề. Về đời tư của nam diễn viên, bên cạnh những thành công trong sự nghiệp, anh cũng có gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Được biết bà xã anh là một ca sĩ diễn viên là Linh Phi. Cô đã từng ghi dấu ấn với những khúc tình ca rất lãng mạn và là học trò cưng của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Quang Tuấn và Linh Phi đã tổ chức lễ cưới vào ngày 15 tháng 5 năm 2016 tại quê nhà Bà Rịa, Vũng Tàu, và tổ chức tiệc cưới tại một khách sạn 5 sao thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 18 tháng 5 năm 2016. Sau đám cưới, Linh Phi lui về làm hậu phương vững chắc để chồng tập trung phát triển sự nghiệp. Đến năm 2020, tổ ấm của cặp đôi càng thêm hạnh phúc khi chào đón cô con gái đầu lòng. Cảm ơn bạn đang xem video tại kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!